Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này trên bản thử nghiệm liên quan mobile bằng một vị tướng chuẩn bị ra mắt, đó chính là vị tướng The Flash. Đấy, rất là nhanh, anh ta biến đi mà anh ta biến lại. Không thể tin được. Ok, thì đây là một vị tướng chuẩn bị ra mắt và nó sẽ ra mắt sớm thôi, như chỉ còn vài ngày nữa là sẽ ra mắt ở phiên bản chính thức thôi. Hôm nay mình sẽ làm clip này cho mọi người biết sơ qua về cái vị tướng chuẩn bị ra mắt này nó sẽ như thế nào nhá. Đây là một vị tướng có khả năng rất là ảo diệu. Murat bây giờ chuẩn bị hết thời rồi. The Flash mới ra. Vâng, vị tướng đây là vị tướng DC và một trong những siêu anh hùng. Bên cạnh là Batman, Superman hay là Wonder Woman, Joker. Còn ai nữa nhở? Ở như thiếu một người sao? Tướng này là được 5 người rồi này. Đấy thì bích luôn. Hot pick. Bộc phá luôn. Đây thì cái vị tướng The Flash này thì mình sẽ sử dụng cái trang ngọc phép mà sao đây mình quan tâm vách. Oh man, chê tui rồi, không có bảng ngọc phép rồi. Trang bị thứ hai đi ha. Mình cũng không biết con này trang bị như nào cho hợp lý đó. Thôi kệ, quất trang bị thứ hai đại đi. Đây là lần đầu tiên mình chơi về vị tướng này nhá. Lần đầu tiên đấy. Đấy, mình biết nó chuẩn bị ra mắt ở phiên bản chính thức đó ba. Thì mình sẽ làm clip trải nghiệm lần đầu sờ vào vị tướng The Flash đầu trọc không tóc. Úi dồi ôi, cái khúc thứ ba của nó cái gì nhô ra thế kia. What the hell, bự chả bá luôn đấy nhở. Úi dồi ôi, kinh vãi cả lều ra. Nhìn cái tướng kìa, bự ấy nhây không. Úi dồi ôi, cơ bụng 6 múi. Úi dồi ôi, đầu giống như người ngoài hành tinh. Vãi cả lều, tai thì to như cái bánh xe bò. What the hell. Quá dữ. Tuyệt vời. Tem bên đối phương có, úi dồi ôi, cây kẹo ngọt. Subin đồ. Kinh nhờ. Kinh đấy. Bên mình có SKT1 bang 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 bang. Ủa mình hát cái gì á? Mình chả biết mình nói cái gì đâu, hát cái gì luôn. Ok. Thì cái vị tướng The Flash này có cái chiêu 1, mình lao lên. Vâng, mình thấy nó khá là xa đấy. Xa mút chỉ tầm mây luôn. Đấy, chiêu 2 thì nó bắn ra một tên lửa, ý lộn, nhiều tên lửa mà nó ngắn chút xíu à. Vãi cái trưởng. Còn cái chiêu 3 thì nó sẽ xoay tay và xoay tay đến mức độ mà thành một giống như một cơn bão ấy, không thể chọn làm mục tiêu khi đang xoay tay được. Vâng, lúc mà đang xoay tay là không ai được làm phiền. Vâng, thế nào xoay tay chán chê mê mệt rồi, khoảng 2 phút đồng hồ, ý luận 2 giây sau thì lúc đó thì muốn làm gì thì làm. Đang lúc quay tay phê pha thì đùa nhau à, tính là hư hí với nhau à. Được lắm, hay lắm. Đấy là cả bộ chiêu thức của vị tướng The Flash này. Thì chớp, dịch ra tiếng Việt là thì chớp. Vâng nè mọi người à, đó chiêu 1 của nó sao đấy, trông vậy thôi nhưng mà khi mình sử dụng chiêu 1 ấy nó còn xa hơn một tí nữa cơ. Úi dồi ôi, xa mút chỉ tầm mây luôn. Trong khoảng một thời gian nhất định thì mình có thể ấn một kích hoạt chiêu 1 lần nữa, nó sẽ biến về. Vâng, chiêu 2 nó bắn tiêu. Úi giời ơi, sao vãi lều á. Ôi đổ à, quanh rắm thần trưởng à, vãi timi luôn đi. Cứ bình tĩnh thôi bạn, hết sức bình tĩnh rồi. Úi giời ơi, đi đâu thì đi chứ sao lại đứng đây này, đi về, căng thế làm gì đấy, mọi người thấy ảo không ấy, sợi biến về, giống như là chưa từng thấy nhau ấy, vãi trưởng. Thì cái vị tướng The Flash này, mình sử dụng chiêu 1 mà trúng người, cũng như là lướt qua người luôn nha, nó không thể dừng lại, đấy. Nó có thể lướt qua người và gây sát thương và ấn thêm một kích hoạt nữa nó lướt về. Nếu mà trúng người nó cũng sẽ gây ra sát thương. Oh man, quá sướng. Quá dữ. Kiếm chuối nào. Đấy, chạy, kiếm chuối nào anh ơi. Oh man, ra đây. Ui giời, mình thử nghiệm tướng con nào. Bắn chà, đấm cho một phát vào đầu. Úi giời, nó ảo, tung người chảo ấy nhờ. Úi giời, lại thơm. Thì nếu mà muốn khắc chế vị tướng này, mọi người phải biết cách lúc nó biến lên ở chỗ nào mà mình sẽ me khúc mà nó biến về. Cái gì thế này làm sao mà đánh được, làm sao mà đụng chạm được vào người vị tướng này được. Úi giời, Nakaroth kìa. Hấp diêm đâu. Oanh như sấp mặt luôn, nào. Úi giời ơi, lao lên. Đúng này, chơi sao nổ, đúng rồi, bom nổ, úi dồi ôi, cú bắn thần trưởng của mình nó làm hạ gục vị tướng Timmy Tam Bạn. Đây có bộc phá này,
có một phá này, eo ơi đau quá, mà em chết rồi. Tịch. Cái chiêu 2 còn là bắn cái kia tịch. Thật là đá quá đi. Đâu có ứng dụng đâu, sao nó cũng rượt rượt thế nhỉ? Chán thế không biết nữa. Sao mà mình chơi trên cái điện thoại Samsung dạo này nó cứ giật giật đấy, chán quá đi mất. Biết sao nữa. Nó rất là khó chịu luôn. Hey, có một khóa đây rồi. Em ơi, về quê anh nha. Ủa ôi, nhiều máu thế này ai mà dám đánh. Hấp diêm bạn luôn nè, hấp diêm nè. Xoay tay trong mưa nè. Weo. Bụng khỏe, chết weo. Quá dở. Đấy mọi người thấy mình sử dụng chiêu cuối không? Nó không thể chọn làm mục tiêu nha. Nó cứ weo. Xoay mà cường độ giống như một cơn lốc xoáy. Vô cùng mạnh mẽ và đẹp đẽ và sạch sẽ luôn. Mày lều, ôi ôi, Timmy bạn làm gì đây? Hey, có chuối này, Ý, cây kiểu ngọt. Ý, sợ ơi, cây kiểu ngọt, hãy xem ta đây. À, định mệnh đâu anh? Ô. Oh. What the hell, thôi thì em sai rồi. Hay vậy, kêu kiểu ngọt hay vãi lều ra. Thằng fake bế tranh à? Oh man. Hay quá. Bình tĩnh. Hay lắm, bây giờ mình sẽ ra khu vực đường giữa mình quẩy nha. Bắn cho nè, không mất máu ăn thua đây. Mọi người thấy cái con tướng đi chớp này nào? Mình thấy nó khá là hay đấy. Rất là ảo luôn. Đây có thể nói là cái chiêu 1 nó bay rất là xa, vì thế nên bay rất là xa, bắn sướng luôn á. Chủ yếu quan trọng là sử dụng chiêu chuẩn xác là được rồi. Eo ơi. Này thì trống này, bộc phá là em đi này. 3 chết 1 rồi. Ôi giời ơi, Superman đâu rồi? Superman. Tốc biến à? Vãi ai chửi nhờ. Thấy ảo không? Mọi người thấy ảo không? Chạy lên này không được, mình biến về. Có cái gì đâu mà phải căng. Nào làm sao? Úi giời ơi, đứng lại đó cho anh. Mọi người xem mình bay lên này. Trời ơi, lao lên mà chả trúng chiêu nào là thế nào nhờ. Chết này, bắn lính thôi. Không trúng, chán phải lều. Timmy bạn làm gì đấy? Ý lộn, Matt bạn làm gì đấy? Ê, nó quánh Matt sắp mặt bây giờ. Rồi xong, Matt em đã ra đi và không bao giờ trở lại. Chà, nên chui vào trong này thì làm gì nhau. Oh man, ra kìa. Murat kìa. Bật chiêu cuối lên à? Mình biết là bật chiêu cuối mà. Biến về này. Ôi tôi chết rồi, Murat ơi. Đứng lại đó cho em. Ui ôi, chạy làm sao được với cả siêu anh hùng bây giờ. Chạy là chạy thế nào? Bạn thích chết này. Ui dồi ôi, chết sớm đi. Chết sớm quá vậy. Ui giời, đuổi à? 2-1 không trột thì cũng què. Đuổi thế nào? Có lắm. Yeah, 4-1 rồi, hay quá, lần đầu mình chơi con này đấy. Cũng không khó, không có gì gọi là khó chơi ha. Chứ mình lướt chiêu 1 lên xong mình lướt về thôi. Múa lửa thôi, làm cần gì phải đánh nhau làm gì cho mệt người ra. Ê. Hay lắm. Hãy xem ra đây. Quay tay trong mưa. Ôi dồi ôi, xoay cái gì mà ai giết nó rồi. Anh Joker này, anh kỳ cục quá. Mình đã sử dụng chiêu cuối xoay tay như thế luôn. Thế mà cuối cùng anh ấy sử dụng cái chiêu gì, anh ăn mất tiêu mạng của mình luôn. Pập. Ái chà. Chà, tịch. Úi dồi ôi, làm sao? Úi dồi ôi, muốn lửa ba người xem bạn. Cứ ngơ ngào, ngơ ngác. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, ba người thế à, ít thế. Ủa đâu, nó bật chiêu cuối rồi, thôi. Hồi sinh rồi, thôi, ai mà chơi làm gì. Chà.
Úi giời ơi. Chết này. Úi giời ơi, mình đi biến về. Tự nhiên không có chuyện gì xảy ra. Chở 3-4 người một quê con này cũng khó nữa cơ. Quá dữ. Tuyệt vời. Mọi người thấy con này chơi hay không? Mình chơi thấy nó buồn cười vãi đều ra ấy. Nhìn nè, xoay tay nè. Đấy, lúc nào mình xoay tay dứt điểm đối phương nhưng mà toàn bị gió cơ hạ gục. Ê, mất. Lính ở mày đâu chứ? Xui. Hết lính rồi. Chủ bắn chết. À, con Superman nó nhân cơ hội đấy. Nó sơ múi, nó mút chuột chuột mình luôn. Đau vãi. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. 3-0 rồi kìa. Joker rất là ghê nhá. Giết người như giết chuối. Chỉ còn 3 ngày nữa thì đây là vị tướng sẽ được ra mắt. Mình thấy đây là một vị tướng phép khá là hay đấy. Nó ảo diệu ấy, ảo tung chảo luôn. Nhưng mà cái con mà khó bắt được thì nó chỉ là con Liliana. Con đấy nó có khả năng gọi là chạy rất là ghê nhá. Nè, solo chơi, định mạnh quá đời, heo hụt à. Hụt à, xoay tay nè, heo ơi chạy nhanh đi, cay vãi cả lều ra. Pập. Lại bộc phá mà toàn hỗ trợ, đau vãi, cố gắng bộc phá KS lấy một mạng mà khó khăn vãi trưởng vậy. Tui thế nhở, đen, hay Murak kìa. Nhưng mà từ từ chờ nó chạy vào đây nó chấm gió, xong rồi mình sẽ dây ra mình nhắc diêm lên sao. Ui giời ơi, đánh nhau à. Úi giời ơi, đâu rồi? Nào. Bập. Úi giời ơi, chạy đằng đấy à? Đen thế nhở? À, có con Timmy không là mình giết Murat rồi. Và đấy nếu mà mình hấp riêng Murat là Murat chết đấy. Chiêu 2 yếu thế nhở? Đánh con quái trở thấm luôn. Bình tĩnh. Căng quá. Chiêu 2 không thấm mấy con quái gì hết trơn ấy. Sao chiêu 2 yếu thế? Mình tưởng chiêu 2 cũng phải mạnh lắm chứ, tại vì cái con này sát thương của nó dựa trên cái chiêu 2 là chính mà. Có mỗi cái chiêu 1 thì lao lên mà lướt về, không, chiêu 1 sát thương lớn đấy chứ. Úi giời. Nhưng mà con này nó có chiêu biến lên biến về, ảo tung chảo luôn. Lao vào, mát đang bay vào. Mát đang chọn làm mục tiêu, hấp diêm. Chết rồi, chết khác rồi. Đấy, mọi người thấy các tướng mới như thế nào? Mình thấy nó hay chứ bộ. Thì đây chỉ là clip mà mình giới thiệu vị tướng chuẩn bị ra mắt ở phiên bản Liên Quân Mobile thôi. Chứ thật sự ra thì mình không dám nói cách chơi của nó làm sao cho hiệu quả, cũng như cách trang bị cho nó ổn. Tại vì đây mình lần đầu tiên mình chơi vị tướng này, mình cũng không dám nói gì thêm về cái vấn đề đấy. Khi nào nó sẽ ra mắt được phiên bản chính thức và mình sẽ livestream là chơi về vị tướng The Flash này cho mọi người cùng xem nhá. Bây giờ thì mình vẫn chưa hay cho lắm, vì thế nên mình chỉ đi áo tung chảo chí chíu thôi, hướng dẫn mọi người cách mấy cái chiêu thức của vị tướng này thôi. Đấy, chiêu 1 đã biến lên xong rồi biến về, đấy rất là ảo giống như Murat vậy ấy. Mọi người thấy nghĩ con này ảo hơn Murat hay là Murat ảo hơn? Chiêu cuối thì cũng không thể chọn làm mục tiêu, cũng giống nhau đó, chỉ có điều chiêu 2 con này nó bắn pập. Vui mà, hay mà. Búm một em. Ê, nhanh. Úi dồi ôi. Đâu rồi? Đây, bắn từ từ, mình có bộc phá rồi đây. Có bộc phá rồi nha. Bay lên, ui dồi ôi, pha đấy mình tính bấm bay lên mà sao kỳ vậy? Ôi nhầm à, nhầm 2 à, vãi cái trưởng nhờ. Ê, có trụ còn tí máu kìa. Sao hết máu trụ rồi? Chết này. Đâu rồi, làm sao? Bạn muốn làm sao? V
vương miện hay kate à? Ok, lên cái này hợp lý ấy. Bắn nè, đó, ngon lành hình đào ngay. Úi dồi ôi, thơm. Ôi trời ơi, xong rồi. Trận đấu của mình thì đây là kết thúc mất rồi. Đấy, cái clip này mình chủ yếu là cho mọi người biết xem nó, cái vị tướng chưa bị ra mắt nó sẽ như thế nào, chiêu thức nó sẽ ra sao nha. Một số bạn thì chưa biết thì tham khảo thêm nhá. Sau này khi nào ra mắt chính thức thì mình sẽ giới thiệu sau nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip này nha. Bye bye tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ và nhớ đừng quên là nút đăng ký kênh để ủng hộ giúp mình nha. Đấy là điểm động lực rất lớn để mình làm thêm những video clip cho mọi người cùng xem nhá. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Eo ơi, câu kiệu ngọt hồi nãy giết được hai mạng chết không giờ 2 chết 6 á. Chắc game mình nó hành quá mà, đúng không? Ok, bye bye. Yeah, the flat. Tuyệt vời. Tia chớp đen, ấy lộn, tia chớp đỏ, siêu nhân đỏ.